quà mày, tao nói tao hủ quà mày mà một lần mới được. Chấm. Là tuyển thủ thu nhập cao hơn công nhân công ty không đơ, tôi luôn thắc mắc mà không có lời giải đáp. Nếu mà giỏi thì hơn, còn nếu mà chỉ là một người bình thường đi thi đấu thì cũng xem nếu mà giỏi thì hơn. Nhưng mà lương của công nhân công ty là bao nhiêu? Công ty nào lương là bao nhiêu? 8-10 triệu hả? 8-10 triệu là giờ bằng các bạn trẻ, bằng các bạn trẻ của VCS. Mấy bạn trẻ thi đấu 1-2 mùa, còn mấy đứa đánh lâu thì khác, hay là mấy đứa ngôi sao thì nó khác. Công đơ nè, đơ cũng chín triệu thì ông 12 triệu, ông hơn tôi 3 triệu rồi. Mà tôi lâu lâu tôi được donate nữa, kiểu ai thương cái gì ai yêu quý thì nọ nó stream lên ta donate, ta donate cho ngày được mấy trăm rồi, kiểu thi đấu đánh tốt thì người ta thưởng cho mấy trăm nữa. Tháng cũng 9-10 triệu, 9-10 triệu đóng thuế 10% nữa, mất 1 triệu nữa. Lương tháng 8-9 triệu. Chấm. Cảm ơn comment support đó. Ví dụ như ông này ổng yêu quý tôi, ở donate cho tôi là 10 ngàn, hôm nay tôi được donate 40 rồi, với lại Momo nữa 20 nữa, 10 ngàn nữa là 50 rồi. Cái chút xíu nữa có mấy người ở bên Mỹ donate 2-3 đô nữa, ngày được 100 mấy nữa, trời ơi ngon. Anh không tính bằng cấp, tiền YouTube nữa, tiền YouTube hàng tháng cũng được mấy trăm ngàn, cũng có vốn. Tôi dễ cơm sườn với lòng một hút. Dễ cơm sườn giờ cũng ba mấy 40. Lương anh mấy số hả? Lương anh 7 số, 9 triệu là 7 số. Tính ra giờ kiếm tiền kiểu hơn hồi xưa có chút xíu chứ nhiêu. Lúc đầu mới thi đấu y hấp nè, giờ đơ chi nó thiệt nè. Lúc đầu mới thi đấu y hấp là tháng được 4 triệu. Lúc mà 2015 y hấp tháng 4 triệu, lúc mà có team nhỏ thôi nha, lúc mà kiểu có 5 đứa nhỏ rồi đó, có 5 đứa nhỏ thôi, chưa tới na tháng 4 triệu. Xong rồi cái có stream bên cái báo kia nữa, tuần cũng được mấy trăm nữa, thì nói chung là cũng 4 triệu mấy đó, 4 triệu mấy 5 triệu đó. Bây giờ được 9 triệu mấy, nhân đôi rồi, hạnh phúc phải nồi. 7 năm lương nhân đôi, quá hạnh phúc. Từ 4-5 triệu giờ tôi đã kiếm được tháng 10 triệu. Ui trời, vui điên. Gì vậy trời thầy ơi? Vậy anh em hỏi trời thầy đi, hồi đó tôi ấy cả đê lương tôi nhiêu? Đúng bèo luôn. Lúc đó tôi với em mất là dễ lắm, mất kêu tôi về dễ lắm. Tôi nói nhiêu cũng được, mấy triệu cũng được, quan trọng là mình có thành tích. Chứ lúc đó mình nhỏ, mình không có đua đòi, mình biết giá trị mình đâu, mình còn bé quá, mình không có đòi tiền. Giờ tháng 10 triệu được rồi, đủ sống. Anh em kỳ quá, anh em hỏi rồi trả lời xong anh em nói đơ xạo. Vậy anh em đừng hỏi nữa nha, anh em kỳ quá. Ui dạ. Ao lay liền. Dễ. Chiếu khỏi vậy. Tạm biệt gấu Misa nhé. Chấm. Cảm ơn công ty shop boy nha. Đó, hôm nay được đến 60 ngàn đó mọi người. Chỉ cơm sườn với lại giờ ly trà sữa không đủ. Ly cà phê sữa đi. Ly cà phê sữa 15 ngàn. Không có quen nha. Mấy pha này kiểu là mình đánh lấy máu xong rồi mình biến về mình ra mình hơn máu nó, mình online nó, em hiểu không vậy? Ủa mày hả? Vì lý do gì mà mấy ông nghĩ tôi cao vậy? Do tôi vô địch à? Vì lý do gì? Cho tôi một lý do đi. Tôi vô địch có nhiều đâu, có 2 lần chứ nhiêu, mấy người kia vô địch quá trời 3-4 lần, 5-6 lần đó. Anh em không hỏi tôi hoài. Tôi có 2 lần. 2 lần không được đi quốc tế nữa chứ. 2 lần ở nhà nữa chứ. Người ta vô địch người ta được đi nước ngoài đó. Tôi chỉ anh em cái cách giết người dễ nè, chỉ lần thôi nha.
Kiểu mấy cái đó coi cái kênh khác làm gì có ta, kênh nào có ta. Mình chơi game á, những cái nhỏ nhặt nhất mà mình làm tốt á thì nó sẽ là một cái hoàn hảo. Ví dụ như mình lát hit, ví dụ như mình chơi kêu, ví dụ như mình xài chiếu, ví dụ như mình phối hợp, ví dụ vậy nó sẽ làm được cái hoàn hảo. Cái đỡ hết mạo hiểm vậy đó, hết chơi tàu lượng siêu tốc vậy đó. Mà dù ngoài đời đỡ sợ á, nhưng mà trong game đỡ hết vậy đó. À, biết sao không, ở ngoài mình chơi mấy cái đó mà kiểu gặp sự cố có thể mình đi, có thể mình kiểu nói chung không ai chuyện không ai muốn, nhưng mà cái sự cố nó nguy hiểm đến tính mạng á. Còn trong game này chết thì mình hồi sinh thôi anh em. Đánh giải thì nó khác, đánh giải chết là sinh thua, còn răng này chết mình hồi sinh thôi. Ở ngoài không có hồi sinh, nên thôi ở ngoài cẩn thận xíu. Trong game có hồi sinh là mình phải biết tận dụng á. Đưa địa chỉ đi. Hay hỏi quá, mê lắm. Không muốn dùng G chút nào luôn á trời. Ký cái G của tôi. Thì không mấy anh trai nhảy chết không có chịu đâu nha. Chơi game ú à kìa, ú à chết luôn mấy nồi chí bà. Trời ơi, lên đồ này đúng yếu luôn ấy, yếu quá à, mất lên đồ bình thường nha. Lên đồ cái này spam chiêu thôi chứ bắn không có lực nào, là nhu cầu để bác bắn ngon hơn. Trời ơi, trái ngang, ai đưa con đò sang. Biết gì không tiếc chiêu đâu, á à, tiếc chiêu xong cái sống luôn. Anh đi này có trò làm hoài nha, anh đi. Trời ơi, cố gắng dữ vậy. Thôi mà, cố gắng dữ vậy. Bỏ đi. Từ bỏ đi mọi người. Cố gắng dữ vậy. Anh đi được cái nó ú hòa hay. Ú hòa cái đi, ú hòa cái đi. Mạnh vãi đấy.
Đơ mệt rồi đó, đơ căng rồi đó. Nãy giờ nè, nhìn nè, nhìn nè, nãy giờ nè, nè, nãy giờ nè. Bỏ cái chân xuống nè. À, mình chỉ là một người đến cho. Không, cái này không cần cái băng cưa đâu. À, để tôi ú quà nó ăn phai coi, nãy giờ ú quà tôi 3 lần rồi đó. Ú quà mày, nó tôi ú quà mày mà 1 lần mới được. Chấm. Ú quà nó giống ú quà đưa 3 lần trả lại 1 lần end game, 3 lần ú quà không bằng 1 lần ú quà xong end game nhá, trả ngay. tự nhiên cái win nhảm ú quà, nhảm ú quà xịt đó à, trả giá chung. Nên nhấn like subscribe cho tôi nha, sắp có nút bạc rồi.